Rồi các bác nhá. Đấy, chú thấy xe bên cháu thế nào nhỉ chú nhỉ? Xe đảm bảo chất lượng đấy, Đấy, đánh thì giá chú ở đâu? chú ở mãi ở Thanh Hóa cơ, Đấy, chú ở Thanh Hóa mà sáng nay đi mấy tỉnh rồi đúng không? Xong đến đây mới chốt rồi đúng không? hai tỉnh rồi, 2 tỉnh rồi, xem mấy xe rồi đúng không? ba xe 3 xe. Đấy, xong là qua bọn cháu là khó tính như nào vẫn chốt đúng không? tôi tính Thế Nissan Tesla. Nissan Terra, đấy, tí sẽ quay cho bác xem, xe cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, chiếc Tesla đây các bác nhá, nó rất là đẹp luôn. Đó, chú rất là kỹ tính nhưng mà ra đây xem xe cái con này nó đẹp quá không cưỡng nổi được, vẫn chốt bình thường các bác nhá. Đây các bác ấy đi con xe, đây, chú ấy đi con xe con Honda này ở Thanh Hóa này, đó. Chiếc Tesla quá đẹp luôn các bác, xuất sắc luôn, con này mới lên sóng luôn. Đó, chú ra xem ngay là chốt luôn. Tại chú cũng kể là hôm nay là cũng đi mấy tỉnh rồi, xem mấy chiếc xe rồi chứ không phải một chiếc xe này. Nó đến đây là thấy chiếc xe này đẹp quá là chú cũng chốt luôn. Đó. Thế thế cho chào cô chú nhá. Vâng vâng. Vâng vâng. Em về đây, về núi đây. Vâng. Chào chú nhá. Vâng. Chào chào cô nhá. Đấy, ngồi ghế em cô. Em nhỉ? Đấy. Vâng đúng rồi. Dạ. Đó, cô chú đấy bắt đầu về các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Nhìn form nó còn rất là mượt luôn. Zin đét luôn.